Nói chung ra là ở đây đội Xuyên Hải ai đến cũng giúp hết, ai cũng định đến giúp hết mình, giúp miễn phí, mua cần bạc hết, nói cho mọi người biết. Chị này chị đến nhờ đội Xuyên Hải tìm chồng, nói chung là đăng lên đi thanh đi tìm chồng, thì nói chung là chồng thấy được, chồng nhắn tin rồi nói cậu anh là làm thuê cho em, tìm thuê được kia, ở đây làm miễn phí, đây là sống thức vậy là có tiền rồi, ở đây không cần tiền ai hết. Nếu mà tôi mà có nhận tiền của ai á, lấy tiền một đồng nào á, đem một chứng ra tôi cho 200.000 đô, nó thẳng luôn. Tôi quất ức cái chồng của chị hôm qua nhắn tin tôi không nói, tôi không nói đâu. Hẹn rồi nói tôi mưa hơi rồi sĩ Huỳnh Hải đi đi tìm. Tôi đây làm là giúp dân giúp đời, ai lại báo án người ta quay phim lên để người ta tìm, rồi ta đổ xăng tự đổ xăng đi tìm chứ không có nhận tiền ai hết. Ai mà đưa tiền cùng đủ về nữa, nó thẳng cho bà con bác. Nhưng mà cảnh hoàn cảnh của chị rất là khổ, thấy không? Đó, rất là khổ đó. Anh em đều Xuyên Hải chúc tôi lúc nào cũng vì người dân. Người dân đến đây không có bỏ một ai hết, ai cũng giúp hết. Nó thẳng chị biết thấy không? Dạ. Hàng trăm người lại đây, chị biết rồi lại đây. Hai bữa chị thấy không? Quá trời người lại để đều Xuyên Hải giúp. Chứ không có mà tiền bạc hết ở đây là giúp gì về thành người. Con người sống cho đàng hoàng ha. Đó thì anh em đội hình sinh với đại dương á, trong những ngày vừa qua của nó là nghe cái câu chuyện mà chị ôm một đứa nhỏ về đây vừa bình tim mà vừa cháu hiện nay là cổ đang đeo cái ống thở nhìn rất tội. Vì vậy cho nên anh em ở đây đội hình sinh đại dương đăng tin để tìm chồng của chị để về giải quyết cái vấn đề tiền bạc cũng như hôn nhân. Yeah. Nhưng không hiểu lý do nào đó mà chồng chị gọi điện nhắn tin hăm dọa đội hình sinh đại dương và lăng mạ xúc phạm anh em đây rất nhiều. Và những từ ngôn từ phải nói là phát ra hoặc là như một con người không có học và không có một tí trình độ nào, chửi bới và nói là chị được người mẹ chồng cho 1 triệu về đây lấy 1 triệu để thuê anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương đăng tin là thông tin là vu khống và bịa đặt và thông tin rất tầm bậy. Anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương không phải vì 1 triệu của chị nhé, không phải vì 1 triệu của gia đình chồng chị để đăng tin sàm và tầm bậy, đưa thông tin không đúng sự thật. Đây mục đích chính các anh em đây là mục đích chính là đưa thông tin giúp đời giúp người miễn phí hoàn toàn 100%, không nhận quà, không nhận tiền, không nhận kinh phí và không xin không xỏ, đúng không ạ? Yeah. Chị thấy anh em đội hình chính của Bình Dương là nhìn thấy câu chuyện của chị ôm một đứa con năm nay cũng 3-4 tuổi rồi nhưng thở không ra hơi, hiện nay còn chưa biết nói chuyện, đúng không? Yeah. Nhìn rất tội mà chị chia sẻ câu chuyện như vậy thì đại loại nói là anh em chưa có kiểm chứng được cái thông tin cụ thể, bởi vì không phải ai đăng tin mà đội hình chính của Bình Dương về tận nhà xác minh để đưa thông tin thì thực sự rất khó khăn. Mà chỉ hy vọng là các anh các chị về đây đưa những thông tin phải đúng sự thật, nếu sai gia đình mình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Yeah. Vì vậy nên chị đăng cái thông tin đó là chị báo là thông tin chồng là đi theo gái hiện nay đã đăng, hiện nay là đã đăng hình đăng ảnh để chuẩn bị đăng ký kết hôn mà được mẹ chồng gia đình chồng bao che là một cái hành vi vô cùng mà phải là vô nhân đạo, đúng không? Yeah. Mà chồng chị đến giờ phút này về xỉa sói chỉ trích anh em đội hiệp chính của Bình Dương là các anh em rất bức xúc với câu chuyện ở chồng chị nói là gia đình chồng mẹ chồng cho chị 1 triệu để lấy tiền nuôi con mà về đây lấy 1 triệu để gọi là để chia trả để mướn anh em đội hiệp chính của Bình Dương. Chúng tôi là không phải vì 1 triệu mà kể hàng tỷ đồng chúng tôi không có cần, nên vì vậy nếu anh có tiền thì anh về nuôi vợ nuôi con anh đi nhá, đừng có chuyện mà đi theo gái đi theo bồ bịch mà vợ hiện anh là vợ ốm và con đau, đúng không? Mà lỡ lòng nào chụp hình đăng bọng như vậy là đây một hành vi phải là vô nhân đạo. Con người anh thì chắc chắn là tới đây cũng gặp quả báo đâu, đây là nó thẳng cảnh báo vậy. Thì thôi cái câu chuyện mà thực sự là gia đình chồng đối xử với chồng một cách, đối xử với chị là con dâu và con gái và cháu nội của mình là một cách vô cùng vô nhân tính, hết đạo đức con người, đúng không? Yeah. Giấu đốt quần áo của cháu nội cũng như của con dâu đi để bao che biện hộ cho một người con dâu tương lai chuẩn bị phía sau là chưa đăng ký kết hôn, đúng không? Yeah, là một hành vi mà nó không chấp nhận được. Thì thực sự cái câu chuyện đăng tải trên mạng vừa rồi thì trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều các cô chú anh chị bình luận comment chửi bới gia đình chị phải là rất thậm tệ, bởi vì rất đúng, rất chính xác, đúng không? Mọi người có một cách nhìn thực sự khách quan, không bênh không thiên vị, kể cả anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương cũng vậy, đúng không? Thì hôm nay thì cũng đội hiệp sĩ của Hải Dương đưa thông tin của chị lên, thì hôm nay thì cũng rất may mắn được một số các anh chị các cô chú mạnh thường quân ở trong cũng như ngoài nước đã hỗ trợ giúp chị một phần nào đó để chị thuốc men cho con chị nha. Dạ. Thì em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Hải Dương thay mặt các anh em đây trao chị những số tiền của các mạnh thường quân trong thời gian vừa qua. Nói chung là số tiền không nhiều, em nhắc lại không nhiều, nhưng đây là những tấm lòng cao cả của các cô chú anh chị đã hướng về quê hương và hướng về tất cả những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống chị nhé. Hy vọng là chị nhận số tiền này mình mua thuốc comment cho bé ha. Yeah. Rồi xin phép chị em đọc tên nha. Cô Dương Thị Cuông 500.000. Yeah. Và chị Phương ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh là 200.000 và một chị Mỹ Hồng ở bên nước ngoài là 200 đô chị nhé.
tổng cộng là số tiền này là 200 đô và 700 ngàn đồng tiền Việt Nam thì nhá. Rồi xin phép được trao những số tiền này cho chị ha. Rồi đó, chị cầm đấy. Đây nha, đây là 200 đô nha. Yeah. Yeah. Còn đây là 700 ngàn. Một chị, một cô là 500 ngàn nhá. Dạ, mà một chị 200 ngàn đã đọc tên rồi nhá. Xin phép thay mặt cho chị gái này, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao cả của các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm về hướng về quê hương, để giúp những hoàn cảnh, những mảnh đời, những đứa trẻ gọi là thực sự là khó khăn, bất hạnh, không may mắn trong cuộc sống này. Chị có điều nào chị muốn cảm ơn các cô chú, các anh chị mạnh thường quân không ạ? Dạ, mời chị. Dạ, con cũng cảm ơn các cô chú trong nước và ngoài nước để giúp cho chút tiền này cho mẹ con của con để đi tới khám thằng bé. Mẹ con rất là mang ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Em nhắc lại là chị cô Dương Thị Cuông là 500 ngàn và chị Phương ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là 200 ngàn. Và một chị ở bên nước ngoài là Mỹ Hồng tặng cho chị 200 đô. Dạ, nhé. Dạ. Rồi, chị nhận đủ chưa? Dạ đủ, 200 đô. Dạ. Với 700 ngàn. Dạ, 700 ngàn của hai người nha. Dạ, rồi, cuối lòng nhiều, hy vọng chị nhận những số tiền này chị dành dụng lại mua thuốc mua men, điều trị cho con chị những ngày tháng còn lại. Bởi vì trong thời gian này là phải nói là chị chắc chắn là gặp rất nhiều khó khăn, vì hiện nay chồng chị đã theo gái rồi. Nói thẳng là chồng đi theo gái, theo bồ rồi. Mà theo bồ rồi bỏ con luôn, con bệnh con đau đúng không? Bỏ con luôn. Dạ, bỏ luôn. Dạ. Thực sự còn, là hoàn cảnh rất đáng còn thách thức, anh nói là có tiền mày có tiền mày muốn luật sư đi chứ còn tao không đưa cho mày một đồng nào hết. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi trên video này để cho chồng chị và gia đình chồng chị xem được video này thì hãy suy nghĩ lại nếu mình làm người tử tế. Dạ mời chị. Dạ, ngày hôm qua anh có gọi cho em, anh thử thách em gì, anh kêu em muốn luật sư này kia họ, em mới nói là em không có tiền, còn anh có tiền anh giàu có, vợ bé anh giàu có thì anh nói anh mướn đi. Còn em những lời nó là những lời sự thật thôi. Còn anh á, không đúng với sự thật thì anh nên mướn luật sư để biện hộ cho anh. Ngày hôm qua anh cũng có đe dọa mẹ con em á, anh nói là tao sẽ mướn luật sư giải quyết chuyện này xong rồi tụi bay sống với tao rồi. Đó, những lời đó là như con nghĩ là anh sẽ đe dọa mẹ con của con với gia đình của con này kia. Nhưng con cũng rất sợ. Người cha mà bỏ đi theo vợ bé như vậy không có trách nhiệm, mà bây giờ quay lại bây giờ điện để chỉ trích chữ bé như vậy, không nói thật là không cho một đồng nào để cho con hết chứ đừng ở đó mà 100-200 triệu. Nó đăng lên là nói con nó là bỏ nhà đi 2 năm nay rồi để nợ tránh nợ một năm nay một mình ảnh. Nhưng mà thật sự là con mới đi về bên nhà hỏi mẹ chồng cha chồng là đi về bên quê mẹ ngoại bên đó là mới đi hồi năm rồi thôi. Nhưng mà sau đó, sau qua Tết đó, 2-3 tháng sau là đi lên trên Đại Nam là hai vợ chồng cùng chung sống trên đây, trên nhà chị Hai. Anh dành mình về, anh nằm ở đây với muốn lên xịn luôn mà anh đi kêu nói với con là, nói với anh Hải là có đi bỏ nhà đi 2 năm nay rồi để nợ ơn một mình. Nhưng mà trong khi đó mới năm rồi anh ở chung với mẹ con, xong anh đi về nhà với quê ở Tiền Giang á. Anh đi về dưới làm giấy căn cước. 2-3 ngày anh quay lên lấy du lịch lên chở thằng Tim đi tái khám đó. Rồi anh đi về dưới xong điện mà anh không bắt máy, ban ngày cả ban đêm cũng vậy không bắt máy, điện hoài cũng vậy, lâu lâu rồi anh mới được anh vào anh mới gọi lại một cuộc anh nói cái này kia thôi. Rồi sau rồi qua Tết là không điện được nữa. Rồi con bồ của anh hôm mùng 2 Tết này nó vô nhà, mùng 5 nó đi về ngoài Bắc, mùng 6 anh mới gọi liên lạc cho hai mẹ con. Rồi sau đó là mới có gửi tiền, mới cho tiền là cho một lần 2 triệu, gửi một lần 2 triệu mà ba lần là 6 triệu. Với vừa rồi đó, mẹ con, hai mẹ con đột ngột về nhà kiếm cha nó đó mà không thấy cha nó. Giờ chỉ thấy hình cưới cha nó, với lại giờ bé nó là trong phòng bà nội nó là 2 tấm. Còn quần áo của con với thằng bé này thì bị đốt hết trơn, không còn cái gì hết. Hình cưới của con thì mẹ chồng đút dưới sàn giường á, đút dưới sàn giường. Giấu phi tàng này đúng không? Dạ. Rồi đập luôn, rồi đập xanh bung khung ra hết. Rồi sau đây, sau này thì đốt luôn rồi. Nay đốt luôn rồi. Em cho hỏi chị là chị với anh đó kết hôn còn giấy kết hôn không? Dạ còn anh. Còn giấy kết hôn đúng không? Dạ thưa cô chú anh chị. Thì trong mà anh này nó hẳn luôn, rất là đáng lên án. Mà anh này anh có những cái lời chỉ trích, anh điện cho anh hiệp sĩ nói những vấn đề rất khó nghe. Mà tôi hẳn thức heo. Anh em là nó hẳn luôn là anh em giúp người yếu nha, thấy không? Còn anh á là anh thật sự rất là sai. Hiện tại là cái sai của anh này, anh chưa ly vợ mà anh cứ thêm vợ bé.
nói cho anh biết, anh em thì ở đây ai em cũng giúp hết mà anh điện à, tụi em có nhiều ghi âm anh điện nói chuyện rất là khó nghe nha. Mà anh em nói cho anh biết vậy, anh em cũng khỏi cần anh em đăng lên là bà con biết anh sao sao rồi ha. Rồi chúng mà tôi gửi tâm vậy rồi thành công. Thực sự là cái câu chuyện ấy, trong thời gian qua phải tìm vợ tìm chồng tìm con xảy ra rất nhiều ở tất cả các tỉnh, không riêng là một tỉnh nào, đặc biệt là khu vực phía miền Tây nhiều nhất. Nhưng cái câu chuyện mà phải cần hết sức đau lòng thương tâm là một câu chuyện người cha bỏ vợ bỏ con mà con bệnh con đau hiện nay mà đi theo một người phụ nữ khác. Nhưng rất lấy làm tiếc mà hiện nay thì đi theo người phụ nữ khác nhưng lại còn nằm gần như là làm một đám cưới đến nơi rồi, còn chuẩn bị là chụp hình cưới rồi, đúng không ạ? Mà trong đó gia đình chồng biết và không cảm mà mẹ chồng lại còn làm kiểu bao che che giấu, đúng không ạ? Những hành vi gọi là sai trái của người chồng và người con trai của mình mà giấu và đốt những hình có thể là quần áo của con dâu cũng như của cháu ruột của mình. Mà thực sự nếu như đúng thực sự cái câu chuyện này xảy ra thì một câu chuyện là đáng lên án và rất thương tâm, không còn cái điều gì để tả hơn một gia đình chồng em được. Mà đến giờ phút này gia đình chồng em phát ngôn những từ ngữ phải là vô cùng vô nhân đạo và vô nhân tính, hết sức phi lý, chia sẻ là em báo tin này hai mẹ con em về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương là có 1 triệu để thuê anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương. Không, cái đó là không đúng sự thật. Anh nói là không đúng sự thật. Cái thông tin như vậy là cái thông tin đầm bậy nhé. Tụi anh không chúc em thì thôi, không bao giờ lấy em cũng như lấy của người khác một đồng nào một cắt nào thôi nhỉ. Và tụi anh không bao giờ xin xỏ nhé. Đặc thù là ở đây làm việc là như vậy, giúp tất cả các trường hợp ai khó khăn ai hoàn cảnh tìm thân nhân tìm người thân nhà tìm trộm cướp anh em sẵn lòng giúp đỡ, không phải vì một lý do nào đó lợi ích vì tiền bạc hay vì kinh tế mà anh em mới giúp nhé. Nói như vậy để cho chồng em và gia đình chồng em nếu có tiền thì tự ăn đi, tự hưởng đi, tự mà hưởng thụ đi, đối nhân xử thế với con mình với vợ mình một cách là tàn bạo tàn sát, một cách vô nhân đạo. Một người vợ đã từng ăn ngủ với mình đúng không ạ? Thực sự là không chấp nhận được. Ra đường đi du lịch không chạy xe như ông Hoàng, còn vợ con thì như con ăn xin như này. Nói chung là một người mình không may lại góp phải một cái người đàn ông nó không tốt, không đáng để cho mình trân trọng thôi, chấp nhận lên đường chia tay em nhé. Chia tay sớm thế nào tốt rồi đấy. Anh không khuyên tụi em bỏ nhau, nhưng riêng câu chuyện này thì chắc chắn là có lời khuyên chính đáng nhất dành cho em. Em hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo và chín chắn nhất, có thể là có một cái quyết định đúng đắn nhất. Dạ, đến lúc đường này rồi chỉ có ly hôn thôi chứ không có tiến tới đời sống tiếp nữa được. Rồi em còn điều nào muốn chia sẻ muốn nhờ các cô chú anh chị? Những lời em chia sẻ trên trang này là những lời em nói sự thật. Nếu mà em có lời nào gian dối em sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật. Em cũng mong mấy anh bên nhạc sĩ đội của nãy nè giúp giùm em á, dính thương mẹ con em, dính giùm một chút xíu thời gian á, về quê bên chồng em á, cha sẽ tra xét giùm em chút xíu nó để thử coi cái lời em nói có sự thật hay không. Đó em sẽ nhờ cái cô chủ hụi của em, tại hôm trước em có chơi hụi đó, với lại có chú mà ông chú trưởng ấp ở đó, em về đó làm dâu nay 9 năm đó. Mấy anh nín một chút xíu thời gian thương mẹ con em, làm ơn chia giúp giùm mẹ con em. Rồi, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Chúc mẹ con em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tháng tới thì mẹ con em gặp nhiều may mắn hơn nhá. Dạ, xin chào các cô chú, anh chị, các bạn. Thì trong thời gian vừa qua và đang là rất nhiều các câu chuyện vô cùng rất thương, rất đáng để ý. Và nhiều câu chuyện là thực sự như câu chuyện này đáng rất lên án của gia đình chồng, đặc biệt là chồng gọi điện hăm dọa đội hiệp sĩ Đình Dương, chửi bới lăng mạ xúc phạm rất nhiều. Nếu thực sự chồng em xem video này, chồng em muốn gì cần gì gặp các anh em sẵn lòng bất kể giờ phút nào cũng được. Đừng gọi điện một cái kiểu mà thách thức những cái giọng, những ngôn từ phải là một cách con người vô học như vậy, vô nhân tính. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn ở trong những video tiếp theo. Nhưng mà chị mà luôn quen anh gì anh về đây anh em cho anh đối chứng thôi.